thái thăm anh con nào đã có tròn một đại học. Có một cậu học sinh cấp 3 tên gọi là Lâm Thành Gia. Sở thích lớn nhất của cậu ấy chính là thích ăn thịt con hào. Hay à, hồi hộp quá, sắp đến kỳ thi rồi. Mình thật sự hy vọng có thể thi được lên đại học đó. À đúng rồi, điểm học của anh sao rồi? Cũng được, không có môn nào thấp hết. Anh thấy trong số 3 đứa chúng ta chỉ có Lâm Thành Gia là đứa tự tin nhất. Thì thật, mình cũng không tự tin lắm đâu. Ai biết được đề thi lần này là khó hay dễ. Chuyện nhỏ mà, thành tích thường ngày của cậu tốt như vậy. Nếu cậu không đạt được vậy thì chẳng phải chúng tôi lại càng tệ hơn hả? Thưa mẹ, con mới về. Khỏe lại rồi hả con? Coi chị mau đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm nha. Thơm quá. Là thịt hào hả? Mẹ, hôm nay mẹ sao thịt hào nữa hả? Con đó, cái mũi con thích gì đâu đó. Cha, thật tươi ngon. Rửa tay sạch rồi hãy ăn con. Xem con kìa, thèm ăn đến nỗi giống như là từ trước đến giờ con chưa từng ăn thịt hào vậy. Thật là ngon. Thịt hào thật sự ăn hoài không biết ngán. Đừng có lo nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Sắp đến kỳ thi rồi đó. Gần đây việc học của con sao rồi? Có tự tin thì tốt đại học không nè? Mẹ nè, chỉ cần mẹ mẹ thịt hào cho con ăn, con nhất định có thể thi tốt lên đại học. Điều này tuyệt đối không thành vấn đề. Do thành tích học tập từng ngày của Lâm Gia Thành đều rất tốt, cho nên càng gần đến ngày thi, mẹ của cậu ngày nào cũng đều vì cậu mà chuẩn bị các món thịt hào. Trong chớp mắt thì ngày thi cũng đã đến. Tuy thành tích thường ngày của Lâm Gia Thành đều rất tốt, nhưng trong phòng thi cậu ấy đã gặp một việc hết sức kỳ lạ. Con trai à, con đừng lo lắng quá. Mẹ tin rằng con nhất định sẽ thi đạt thành tích tốt. Dạ, con biết rồi. Mẹ con trai, sau khi thi xong chúng ta sẽ về nhà ăn thịt hào nha. Họ phân hãy thư giãn giúp đi con. Họ dạ thưa mẹ, con vào phòng thi trước nha. Đi đi con, nhất định phải thi cho tốt nha. Dạ con biết rồi. Ngay khi Lâm Thành Gia tập trung tinh thần trả lời câu hỏi, đột nhiên cậu ấy phát hiện chữ trên đề thi tất cả đều biến thành vô số những con hào. Những con hào này còn mở ra cả giỏ, không ngừng gọi tên của cậu nữa. Lâm Thành Gia, kỳ lạ, sao lại như vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ là mình lo lắng quá hay sao? Hả? Em làm sao vậy? Mẹ, dạ, không có gì. Mỗi khi cậu ấy đặt bút xuống viết đáp án thì chữ trên đề thi lại biến thành những con hào, làm cho tinh thần của cậu ấy bất an. Do đó thành tích thi cũng không được tốt cho lắm. Dạng tới, dạng tới. Thật không ngờ tôi có thể thi lên đại học tốt như vậy. Còn cậu thì sao? Thi lên đại học có lý tưởng không đó? Đáng nhiên thi lại thi tốt rồi. Sao tất cả những ngày cuối cùng không có vô ích? Lý Thành Gia, cậu thi vào trường đại học nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ nghe nói là đợt này thi thành tích của cậu ấy vô cùng tệ, không thi đậu rồi. Hả? Có thật không vậy? Việc này là không thể nào. Thành tích học tập thường ngày của cậu ấy là tốt nhất mà. Thiệt đó. Nhưng thật không ngờ cậu ấy lại đi rớt nữa. Mình nghĩ nhất định là trong phòng thi cậu ấy đã quá hồi hộp. Con trai à, không sao đâu. Chúng ta sẽ học lại một năm nữa. Năm sau thi tiếp con ha. Thành tích học tập ngày thường của con tốt lắm mà. Lần sau nhất định sẽ thi tốt thôi.
Mẹ ơi. Đừng nhục chí con à. Lần đầu thi không tốt cũng không có gì hết. Mau lau nước mắt rồi chúng ta đi ăn cơm nha. Hôm nay mẹ đặc biệt vì con mà làm món hào xào đó. Dạ, con cảm ơn mẹ. Lâm Thành Gia sau khi thi rớt tiếp tục học lại một năm nữa. Suốt năm đó, anh chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều học đến khuya. Người mẹ nhìn thấy con trai chăm chỉ học tập như vậy, liền vì cậu ấy mà nấu món hào ngon cho cậu ấy ăn và giúp cậu ấy có thêm nghị lực. Ăn thêm chút đi con, gần đây đọc sách vất vả như vậy, nhất định phải ăn nhiều vô đó. Một năm sau, khi cậu ấy tham gia thi lại lần nữa, sự việc kỳ quái lại xảy ra giống như lần trước. Chữ trên bài thi biến thành những con hào, mở giỏ ra không ngừng gọi tên cậu ấy. Lâm Thành Gia lần này lại một lần nữa thi rớt. Con trai à, đừng buồn, nếu không đậu thì chuẩn bị thêm một năm nữa. Nào, đến đây hôm nay mẹ có nấu cho con một nồi canh hào nè. Mẹ ơi, tại sao lại như vậy chứ mẹ? Khi mỗi lần con thi đều nhìn thấy những con hào xuất hiện hết. Hả? Trên đề thi xuất hiện những con hào. Chúng nó còn không ngừng gọi tên con nữa. Hả? Chưa còn vậy nữa. Mẹ của Lâm Thành Gia đem sự việc này nói cho cô Huỳnh và một người học Phật biết. Cô Huỳnh sau khi nghe xong liền giải thích nguyên do của sự việc. Nguyên do mỗi lần con thi rớt chính là vì ngày thường con ăn quá nhiều con hào, sát nghiệp quá nặng, những con hào này đã đến báo thù con. Hèn gì chúng nó luôn hét gọi tên con. Bắt đầu từ bây giờ, con đừng ăn hào nữa. Mà tốt nhất nên bỏ giới sát ăn chay. Chỉ có như vậy, con mới có thể hóa giải hận thù với những con hào mà con đã ăn. Từ đó về sau, cậu ấy không còn ăn thịt hào nữa và bắt đầu từ bỏ giới sát ăn chay. Cứ như vậy, lại qua một năm, cậu ấy lại tham gia thi lại lần nữa. Sự việc kỳ quái lại xảy ra thêm một lần nữa, nhưng lần này cậu không hề hoang mang lo sợ mà nghe theo lời chỉ dạy của cô Huỳnh, chắp tay niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lần này cậu ấy đã thi trót lọt thuận lợi, vào được các trường đại học lý tưởng. Sau khi trải qua sự việc lần này, cậu ấy thật sự thấu hiểu nhân quả nghiệp báo và hiểu rõ sát sanh cuối cùng cũng gặp ác báo. Vì vậy, cậu càng phát nguyện ăn chay từ bỏ sát giới, là một người thanh niên lương thiện từ bi. Namo Amida Phật.
mô A-mi-đà.